Trời. Rồi, cái đầu tiên sập bẫy. Sập bẫy là con gì đây? Con gì đây? Trời ơi. Kiểu gì kỳ vậy trời? Chết rồi. Ui. Ui. Thôi. Chưa chết rồi, cảm cái này chết rồi. Nó mẩy rồi. Nổ mẩy mọi người. Trời ơi, tưởng đâu nó sụp rồi, mừng quá. Hai nhà nó bị nổ bẫy. Bây giờ đi thăm cái bẫy tiếp theo nha mọi người. Trời ơi, thấy nó sụp. Thấy cũng mừng. Ai thiệt tình đi chứ. Rồi. Sáng sớm. Rồi, xong. Vô kèo. Hai khủng. Trời ơi. Nó mập. Trời ơi, nó đã. Khủng khiếp. Lại là một em cống nhum. Trời ơi, con này nó mập. Đã gì trời. Trời ơi, con này ghê quá. Quá trực quá, nó mập rồi, nó mập. Coi nè, he he. Ui. Con cống nhum nó mập. Quá phê mọi người ơi. Trời ơi, con này mà xào lăn cái hết sảy luôn. Cống nhum nha. Quá mập. Đây, cái máy lên bắt nó mới được. Rồi, vậy là có chuột sao lăng này. Sáng sớm có chuột. Con chuột mà đựng cái túi bự vậy sao? Nó đựng cái này đi cho tính. Quá trời quá đất nó mập rồi. Con này là chuột gừng nha mọi người. Cũng khiếp chuột bự. Cái lông nó dài nè mọi người. Quá khủng khiếp. Sụp bẫy mừng quá ai nhà tử nó con tròn chứ ai nhà con cống nhum. Trời ơi, quậy nó quậy ngon nha. Ngày làm chừng 3 con gì là ăn xỉn luôn này. À, giờ thì nói chung thì đi bẫy dính con gì thì hay con đó nha mọi người. Hãy sụp cái kia tưởng mừng quá ai nhà nó nổ bẫy. Mà thường thường nếu mà con cống nhum này nè nó dính hay là chim gì đó nó dính là chồm chắc chắn nó sẽ dính, theo kinh nghiệm là vậy nha. Nếu mà chuột cống nhum nó dính là nhất định là những con mớp con này kia là nó sẽ dính thôi. Trùng mớp, trùng thương, trùng mớp, trùng đèn nào là nó sẽ dính nha mọi người. Tắt máy sửa cái bẫy này lại một cái. Rồi thăm tiếp nha. Sập cảm mọi người ơi. Trời ơi, con gì đây? Ôi vô. Ui. Trời ơi, nó đã lâu lắm rồi anh mới gặp được em. Quá đã mọi người ơi. Trời ơi, một em ốp.
quá đã mọi người. Vô mừng quá. Quá trời mừng luôn mọi người. Trời ơi, vô kèo rồi. Trời. Vô. Quá ngon. Nè, thấy gì chưa. Trời. À, để tắt máy. Điều mà mình qua phụ tiếp mới được. Cái này là tiêu. Thấy rõ ràng cái đường qua, thấy đi dấu quá trời luôn. Đường dấu quá dấu mọi người. Quá đã nha. Thì giờ để bắt mọi người. Con này ghê lắm. Sợ lắm. Rằng nó bén vào hơn cái dao nữa. Con này. Trời. Đã mọi người ơi. Nè, đực nha mọi người. Con này con đực. Đực là đực con đực. Đã. Cũng được á. Đây cho nó vô cái bao mới được. Rồi, quá đơn giản. Mà đi dữ lắm mọi người. Con này nó hung lắm. Quá trời nó hung. Con này nó phải nói là nó hung kinh khủng luôn á mọi người. Nó cắn kìa, ghê. Quá ghê gớm. Cái cả mọi người. Ghê lắm, con này hung. Nó cột lại này. Dạ, cắn. Quá đã mọi người ơi. Con này chắc cỡ không biết nhiều nữa. Thế nó cũng khá nặng nặng á. Này chắc cỡ 2 kg không nè. Thôi mừng quá mừng rồi. Nói chung là có thành quả là rất là mừng nha mọi người. Có thành quả là mừng lắm rồi. Con trồng mớp đầu tiên quá đã luôn. Thì nói chung thì cũng lâu rồi thì không có đi gần 7 lên nha mọi người. Thì nay đi 7 lại. Ôi trời. Xíu nữa đi vớt con tay mình nè. Con này nó hung cực kỳ luôn á. Ghê không? Mình thấy nó hung là hiểu rồi. Quá trời nó hung. Quá sướng mọi người ơi. Vậy thôi thì họ còn một cái duy nhất nữa bên kia, nó coi nó có dính con gì không thì qua bển để thăm á, thì con nó dính không dính quay cho mọi người xem ha. Cái một nữa xong rồi. À, để là tắt máy đây. Thấy con nó có dính con gì mọi người không? Thấy gì luôn. Thì cái gừng này
nói chung cũng rất là quen thuộc, cũng lâu rồi thì mới vô đây lại nha mọi người. Điền nào ta, giờ không nhớ đường đi luôn, hình như bên đây phải á. Có dính còn gì không? Không thể dính luôn. Chuối vẫn còn nguyên luôn mọi người. Đi. Cây khô khan. Không có nước có gì hết. Còn vài cái bẫy nữa hết. Thì nay được con chuột duyên con tròn cũng được rồi. Để thăm còn nó có còn gì nữa không nha, thì quay cho mọi người xem còn không có thôi ha, rồi để chia sẻ ha. Chỗ này rộng quá mà chỗ này vắng quá, điện này cũng ớn thấy gùng gùng mình, không có ai chứ, có nợ anh họ đi trong này thấy cũng là lạnh người. Nghe đâu mấy ông anh ông nói ngày xưa cũng có, cũng cách đây khoảng lâu lâu cũng có người chết trong rừng này nè, ghê quá mà không biết do nhân gì. Thứ nhất là sợ ong nè, thứ hai là rắn lục nè. Hồi còn nhiều lắm bỏ hình ra rắn hổ này kia tùm lum ui ghê lắm, mà không biết vì cái do nhân gì mà chết nữa. Thì nghe mấy ổng kể lại gì không cũng ớn. Ở đây có đây con cái nè, không thấy gì luôn mọi người. Tiếp theo nữa rồi chùa lũi luôn. Quá mệt rồi, vậy là thành quả hôm nay chắc được có nhiêu đó mọi người ơi, là đã hết rồi. Bây giờ chắc đi ra về thôi, không cũng ít bẫy thôi mọi người chứ không có đánh nhiều, mệt quá đi không nổi. Rừng này ông chưa về mọi người, mà ông cái này khô gan mặt, bữa bắt mấy ổ không có giọt nữa. quá mệt. Thì để chắc họ kết thúc cái video đây mọi người, quá mệt. Chung thì cũng được hai con mớp chứ con mà con chuột được hai con à. Thì hai con trồng thì mình bỏ ngoài xe ngoài ông anh mình rồi nha, người con anh cũng đi chung, ông mới chạy xe ra rồi đó, thì giờ chắc phải đi về thôi. Thì giờ này chắc cũng chưa phải kết thúc video nha. Hẹn mọi người video tiếp theo nha.